Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, siêu bão Mawa đang di chuyển về phía Tây trên Thái Bình Dương và tiến về đất liền Philippines. VTC News dẫn nguồn tờ New York Times, siêu bão Mawa đang di chuyển về phía Tây trên Thái Bình Dương và tiến về đất liền Philippines. Siêu bão đang di chuyển với tốc độ 22 km/h, sức gió tối đa duy trì ở mức 225 km/h. Chiều nay, cơ quan khí tượng Philippines cho biết, sau khi càn quét đảo Guam, tâm bão Mawa cách Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines, khoảng 800 km về phía đông. Tại Philippines, bão Mawa được gọi với tên Betty. Theo các nhà dự báo thời tiết, bão Betty nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía bắc Philippines và bắt đầu suy yếu vào đầu tuần này. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, phía bắc đảo Luzon có thể đối mặt với hiện tượng mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và gió giật mạnh vào hôm qua. Một số khu vực của Philippines cũng được dự báo sẽ có lượng mưa gần 100mm vào sáng ngày mai. Sau đó, siêu bão Mawa nhiều khả năng tiếp tục đi về phía bắc, đông bắc, tác động đối với Đài Loan, Trung Quốc, Trung Quốc Đại lục và Hàn Quốc. Tuy nhiên, tùy thuộc các yếu tố thời tiết, siêu bão có thể di chuyển xa hơn về phía Tây tới Đài Loan hoặc phía Tây Bắc tới Nhật Bản. Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản nhận định sức gió của siêu bão Mawa có thể đạt tối đa 194 km/h. Cơ quan điện lực đảo Guam xác nhận gần như tất cả 52.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trên đảo bị mất điện. Chỉ 1.000 hộ có điện sau khi siêu bão Mawa tấn công nước này. Các chuyên gia cho hay siêu bão Mawa cũng đã vượt qua sức mạnh của các cơn bão được ghi nhận vào năm 2022. Những năm qua, Philippines được coi là quốc gia hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới nhất trên thế giới khi nước này ghi nhận khoảng 20 cơn bão đổ bộ mỗi năm. Theo người lao động, trước đó siêu bão Mawa mạnh lên sau một đợt suy yếu ngắn khi đi qua đảo Guam của Mỹ vào tuần trước. Trút xuống đảo này những cơn mưa lớn và gió mạnh làm bật gốc cây cối, thổi bay mái nhà và ô tô. Cơ quan điện lực đảo Guam xác nhận gần như tất cả 52.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trên đảo bị mất điện, chỉ 1.000 hộ có điện. Không có báo cáo thiệt hại về người nhưng đã có thiệt hại lớn về vật chất. Bên cạnh lũ lụt cục bộ, mảnh vỡ rơi xuống và đường dây điện bị đứt. Các chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng khi bão Mawa di chuyển về phía Philippines và Đài Loan, Trung Quốc. Thưa quý vị, sau ít ngày mưa mát, khoảng cuối tháng này và đầu tháng sau, thì khu vực Bắc và Trung Bộ lại đối diện với đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày mai ở Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội, từ ngày mai và ngày kia, hình thái thời tiết nắng nóng, ít mây là chủ đạo. Vì vậy, người dân có thể cảm nhận thấy ngột ngạt, khó thở nếu di chuyển ở ngoài đường. Đáng lưu ý, hai ngày tới, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông vào buổi chiều tối. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài gần như cả tuần đến hết Chủ nhật và cơn mưa dông sẽ giúp giảm nhiệt cho khu vực này. Nhìn chung nhiệt độ tại khu vực thủ đô Hà Nội tuần này duy trì ở mức từ 23 đến 35 độ C. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông hay đường nhựa. Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ tháng 6 đến tháng 8 thì nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc và Trung Bộ với số ngày nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với các cùng kỳ năm trước. Đặc biệt thì mỗi đợt nắng nóng thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày và nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc vào khoảng từ 37 đến 38 độ C, miền Trung là 37 đến 39 độ C, có nơi cao hơn từ 40 đến 42 độ C. Chuyển sang khu vực thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, đợt mưa lớn diện rộng được dự báo sẽ còn tiếp diễn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này trong tuần này dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Mưa duy trì nhiều ngày, mưa rào và dông xuất hiện xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng, thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, hiện nay trên Biển Đông đang có siêu bão Mawa. Đây là siêu bão đầu tiên của năm 2023 với sức gió hiện là 250 km/h và có thể tăng lên, dự báo ảnh hưởng gián tiếp tới khu vực Nam Bộ của nước ta.
từ ngày hôm nay, vùng biển ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Còn ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Thưa quý vị, về xu thế thời tiết đang chú ý trên đất liền thì do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ngày ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Vì vậy, bà con cũng cần hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Nắng nóng gay gắt trở lại, điểm danh những nơi nắng nóng 38-39 độ C. Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng có thể kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Theo dự báo thời tiết ngày mai của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ hôm nay, ở Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-65%. Từ ngày mai và ngày kia ở Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ tiếp diện nắng nóng và nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm trước ở mức 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng ngày mai, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-60%. Dự báo thời tiết ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài tới khoảng ngày kia. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Như vậy, từ ngày mai tới cuối tuần, ở Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết ngày mai dự báo mưa dông vẫn tiếp tục xuất hiện về chiều tối. Mưa dông có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, gió giật, mưa đá và sấm sét. Thời tiết ngày mai khu vực này dịu mát với nhiệt độ cao nhất ở mức từ 28-32 độ. Nhận định về thời tiết nắng nóng trong thời gian sắp tới. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 6 đến tháng 8, Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiều ngày nắng nóng với mức độ gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022. Nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tại Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 6 là 29,5 đến 30,5 độ C, tháng 7 và tháng 8 là 29 đến 30 độ C, trong khi tháng 5 là 28,3 đến 29,2 độ C. Từ tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm về số ngày và cường độ. Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 6, nền nhiệt cả nước được dự báo sẽ xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2022. Nắng nóng xảy ra với tần suất liên tục hơn so với tháng 5. Bắc Bộ và Trung Bộ, dự báo thời tiết sẽ có nắng nóng diện rộng, sẽ có từ 3 đến 4 đợt nắng nóng trong một tháng. Thời tiết Hà Nội ngày mai, theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 38 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời tiết từ Đà Nẵng, Bình Thuận, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam nhiều mây. Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Dự báo thời tiết ngày mai, dự báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ, theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!